năm 1931, tại thủ đô Paris của Pháp. Nam chính của bộ phim là một tên trộm lõi đời với kỹ năng thó đồ cao siêu, đồng thời cũng là sát thủ két sắt, đức tiếng gần xa. Mặc dù được mệnh danh là một tên trộm chuyên nghiệp, nhưng hình tượng của anh mỗi khi xuất hiện là đầu tóc bóng lộn, mang dáng vẻ của một chàng quân tử điển trai người ngời, bước từng bước thong dong vào các quán bar. Tuy đây là địa điểm ưa thích cho ai muốn phi tang bằng chứng, nhưng ở đây cũng có một quy định, bất cứ ai cũng không được phép ăn cắp đồ của đồng nghiệp, nếu không kết cục của hắn sẽ giống như tên này. Nhưng nam chính vì muốn lấy lòng bạn gái khiến cô vui, mà phá vỡ quy tắc ngầm trong ngành, ăn cắp một sợi dây chuyền của người trong ngành. Đúng lúc đôi tình nhân vui vẻ nắm tay rời khỏi quán bar, thì vô tình bị người của đội phi tang nhìn thấy sợi dây chuyền. Nam chính không hề biết gì. Sau một đêm vui vẻ bên cạnh bạn gái, sáng sớm hôm sau vừa tỉnh dậy, bị mấy anh cảnh sát đến hỏi thăm. Bởi vì đêm qua có người báo cảnh sát anh ta giết người, còn chưa kịp mặc quần áo và giải thích thì anh ta đã bị cảnh sát áp giải đi. Hóa ra đêm qua thành viên của bộ phận phi tang đã lỡ tay giết chết một tên đồng bọn vi phạm nguyên tắc trong ngành. Trong lúc hành sự, bọn chúng gặp phải nam chính đang ăn trộm, thế nên nghĩ trăm phương ngàn kế, vụ oan giáng họa cho anh. Cuối cùng nam chính bị bắt và tuyên án chung thân bởi tội danh cố ý giết người. Sau khi tuyên án, anh ta bị đưa đến trại giam toàn những tên tội phạm nguy hiểm, nơi đó nằm trên một bán đảo. Trước khi bị áp giải lên đường, nam chính đau đớn tột cùng khi phải rời xa người mình yêu. Đồng thời anh ta hạ quyết tâm nhất định sẽ vượt ngục. Trong tù, nam chính quen được một người bạn mới. Anh ta nói với nam chính rằng, chỉ có người có tiền mới có thể thoát khỏi đây. Một ngày nọ, toàn thể phạm nhân trong nhà tù trên bán đảo đều phải tiến hành kiểm tra sức khỏe. Người bạn đầu tiên trong tù mà nam chính mới quen đã chỉ vào tên phạm nhân đeo kính đang xếp hàng gần đó nói, hắn ta là một đại gia giàu nứt đố đổ vách, nhưng vi phạm luật tài chính của nhà nước nên bị đưa đến đây. Là đại gia duy nhất trong nhà giam, hắn ta chính là miếng mồi béo bở mà tất cả phạm nhân trong tù muốn nhắm tới. Phạm nhân nào cũng hận không thể xé xác hắn thành từng mảnh, sau đó cướp hết toàn bộ tài sản mà hắn sở hữu. Nam chính mang trong mình khát khao vượt ngục cháy bỏng nhưng không có một xu dính túi. Trong cái khó ló cái khôn, dựa vào cướp bóc thì không ổn, chi bằng làm bảo vệ của tên đại gia đeo kính, khuyên nhủ anh ta dùng tiền bạc để đổi lấy sự an toàn. Nghĩ vậy, nam chính bèn tìm đến gặp anh đeo kính để nói ra suy nghĩ của mình. Nhưng anh đeo kính trước giờ là một người không thấy quan tài không đổ lệ. Anh ta nói, không cần, cảm ơn, tôi tự biết phải làm gì. Do trước khi bị đưa vào tù, vợ của anh đại gia đeo kính đã mua đứt quan hệ trong trại, tìm cách giúp chồng thoát khỏi nơi này. Cho nên anh đeo kính lắm tiền này luôn rất an tâm. Nào có ngờ, ngay trong đêm từ chối lời đề nghị của nam chính, anh đeo kính tận mắt trông thấy bạn tù cùng giường nằm cạnh đã bị mưu sát. Bởi anh ta bị các phạm nhân khác phát hiện, giấu tiền trong bụng. Giết người xong, bọn chúng mổ bụng và lấy đi tất cả tài sản. Anh đeo kính lúc này thần hồn nát thần xác. Ngay ngày hôm sau quyết định chủ động đến gặp nam chính, đồng ý với yêu cầu muốn làm bảo vệ riêng, đồng thời đáp ứng nguyện vọng cung cấp tiền cho nam chính vượt ngục. Tối hôm đó, trong trại giam nhìn bề ngoài có vẻ yên ắng, lại xuất hiện một tên đầu sỏ muốn giết chết đại gia đeo kính. Nhưng nam chính từ trong bóng tối đột ngột xông ra khống chế hắn và thành công bảo vệ ông chủ. Hầu hết mọi người sau khi đặt chân lên đảo, nội tâm đều gào thét mãnh liệt muốn thoát khỏi cái nơi cho ăn đá gà ăn sỏi ấy. Nhưng anh bạn tù đầu tiên mà nam chính quen đã nhảy từ độ cao hàng chục mét xuống dưới để làm bị thương chính mình, để đổi lấy cơ hội hiếm có được vào phòng y tế chữa bệnh rồi tìm cách vượt ngục. Những phạm nhân khác thì xếp thành một hàng dài, bị áp giải đến quảng trường nghe cai ngục trưởng phát biểu. Ở đây ông ta chính là vua, tất cả quy tắc do một tay ông ta đặt ra. Những phạm nhân chót vượt ngục lần đầu bị bắt về sẽ bị nhốt vào phòng biệt giam trong vòng 2 năm. Lần thứ 2 dám tái phạm, hình phạt sẽ tăng lên 5 năm. Nếu lần thứ 3 tái phạm thì mức phạt nặng nhất là bị đày đến đảo ác ma, sống chết dựa vào ý trời. Cai ngục trưởng phát biểu xong bài văn đe dọa xong, tất cả mọi người được giải tán quay lại trại giam. Khi biết tin nam chính hôm sau sẽ được phân công, dùng tiền của anh đeo kính đút lót một tên lính coi ngục, để bọn họ không cần làm công việc thợ mỏ như những phạm nhân khác mà được ưu tiên làm y tá. Nhưng công việc vừa đến tay, còn chưa kịp tận hưởng niềm vui sướng, thì tên cai ngục phó trước kia bị anh đeo kính hãm hại đã nhận ra anh ta trong hoàn cảnh hết sức éo le. Thế là hắn ta lập tức ra lệnh hủy bỏ quyết định cho hai người được làm việc nhẹ. Hai người đành phải trở về làm thợ mỏ như cũ. Ở công trường, nam chính và ông chủ đeo kính của mình đã quen được một anh dâu sồm từng là một người lính hải quân. Thời trai trẻ, ông lính này cũng có rất nhiều mối quan hệ trong quân đội. Bằng kinh nghiệm của mình, ông nói, chỉ cần có tiền, ông ta sẽ nhờ được vây cánh cung cấp cho họ một con thuyền vượt biển. Nghe xong, nam chính và anh đại gia đeo kính bắt đầu ra sức gây dựng quan hệ với ông lính này. May thay trong một lần làm việc, bọn họ từng tiếp xúc với một bác nông dân khá chân chất, thật thà. Đối phương mách nước cho họ, chỉ cần bỏ ra 5.000 đô là có được một con thuyền, nhưng vụ mua bán này khá hên xui, rất có thể sẽ bị lừa. Nam chính sau khi biết ở cái nơi tồi tàn này tiền có thể giải quyết được mọi thứ, thì rất nhanh chóng đồng ý, đồng thời hẹn gặp mặt lần sau. Bảo vệ và ông chủ không ngừng vừa làm việc, vừa tìm kiếm người có thể lợi dụng. Nhưng không phải cứ cố gắng là mọi chuyện sẽ thuận buồm xuôi gió. Để bảo vệ cái cây hái ra tiền mang tên anh trai đại gia đeo kính, nam chính nhiều khi đã dám hy sinh cả tính mạng của mình, chống trả quyết liệt hết trận này đến trận khác với tâm niệm duy nhất là để bảo vệ cục tiền này. Không bao lâu sau, bạn tù của nam chính tự khiến mình bị thương để vượt ngục. Quả nhiên anh không phải là người dễ đối phó, nhưng giữa đường thì bị bắt lại. Anh ta liều mạng giết chết hai viên cảnh sát,
lần này được áp giải về là để thi hành án tử. Cơ duyên run rủi thế nào mà công việc thu dọn tàn cuộc sau khi anh ta bị chém đầu được giao cho nam chính và anh đeo kính. Hai người khiêng thi thể đi sâu vào rừng rậm, nhưng anh chàng đeo kính bị sốc do lần đầu chính mắt chứng kiến án tử, nên chân anh ta vừa đi vừa nhũn hết ra. Đi được nửa đường, anh ta không chịu nổi nữa lên dừng lại. Việc này khiến cho hai giám mục đi theo phía sau lập tức rút dây thắt lưng ra dạy cho anh ta một bài học nhớ đời. Nhìn thấy ông chủ của mình bị đánh thừa sống thiếu chết như thế, thân là bảo vệ riêng nên trong tình huống gấp gáp, nam chính đã dùng viên đá đập liên tiếp vào người hai tên lính canh. Không ngờ phát đập khiến họ nằm lăn ra đất bất động. Cứ tưởng mình đã giết người nên anh đã hú hồn hú vía, bỏ mặc ông chủ giàu có đang bị thương của mình ở phía sau. Cứ thế vắt chân lên cổ chạy vào trong rừng rậm. Mấy tiếng sau, anh chàng đeo kính được những viên cảnh sát khác đưa về dưỡng thương. Còn nam chính sau hàng giờ tháo chạy, cuối cùng cũng tìm được đến chỗ bác nông dân lần trước quen trong tù kêu gọi sự giúp đỡ. Nhưng nào có ngờ được, bác nông dân này lại là tay chuyên lừa bịp. Ông ta giả vờ muốn giúp đỡ bọn họ vượt ngục, nhưng thực tế là lợi dụng sự cả tin của họ. Đến khi họ nhờ cậy giúp đỡ, ông ta sẽ báo cáo với trại giam. Mục đích duy nhất có được nhiều tiền thưởng từ các cai ngục giàu có. Nam chính sau khi bị bắt về trại giam, lần đầu tiên trong đời anh ta bị nhốt vào phòng biệt giam một mình. Ngoài sự tù túng của căn phòng tối tăm bức bách và cơn đói cồn cào vì chỉ được uống vài giọt nước lã ra, anh ta còn thường xuyên phải chịu sự chửi rủa, lăng mạ của lính canh. Nhưng sau cơn mưa trời lại sáng, sau khi biết bảo vệ của mình bị biệt giam, điều kiện sống phải gọi là không bằng súc vật, anh đeo kính đã mua chuộc nhân viên giám ngục để mỗi ngày hắn ta mua cho nam chính một quả dừa bổ sung dưỡng chất. Hành động nhỏ trong lúc khốn khó của anh đeo kính dần dần khôi phục lại sự sống cho tâm hồn úa tàn của mình. Mỗi ngày anh đều kiên trì luyện tập, nhưng hạnh phúc thường không kéo dài. Chuyện quản ngục âm thầm đưa dừa vào phòng giam cho phạm nhân bị cảnh sát tuần tra nhìn thấy, thế là anh quản ngục cũng rước họa vào thân bị đánh chết bên ngoài phòng giam. Cai ngục trưởng sau khi hay tin muốn biết ai là kẻ đứng sau chuyện này, bèn cất công tìm tới tìm anh. Chỉ cần anh ta nói ra tên của kẻ đó thôi, không những khẩu phần ăn của anh sẽ tăng gấp đôi ngày xưa, mà còn được đưa tới phòng giam có điều kiện sống tốt hơn ở đây gấp nhiều lần. Nhưng một người đàn ông có bản lĩnh vững vàng như nam chính sao có thể bán đứng anh em được. Thái độ cứng rắn của anh đã chọc tức cai ngục trưởng. Tiếp đó ông ta hạ lệnh giảm khẩu phần ăn vốn đã quá đỗi ít ỏi của nam chính xuống còn một nửa, đồng thời dùng tấm gỗ che đi ánh sáng trên nóc phòng giam, khiến cho nam chính phải sống trong bóng tối suốt 2 năm chịu phạt. Dựa vào nghị lực và cố gắng mà tuyến nhân vật chính nên có, nam chính cô đơn lẻ loi làm bạn với chính bản thân mình vượt qua 2 năm dài lê thê. Lúc nam chính hốc hác hơi thở mệt nhọc bước ra khỏi phòng biệt giam và được hai cán bộ dìu đến phòng y tế cứu chữa, anh ấy đã gặp được ân nhân đeo kính cận của mình năm xưa, giờ đây đã trở thành một bác sĩ. Thời gian xa cách 2 năm ngưng đọng, trong giây phút bồi hồi gặp lại, anh đeo kính cứ tưởng nam chính bị chúng hành hạ đến mức phát điên nên tinh thần bất ổn. Anh đeo kính đành thì thầm với nam chính cảm ơn nam chính suốt 2 năm qua dù khó khăn vẫn không bán đứng mình chuyện mua dừa. Hơn nữa người vợ đầu ấp tay gối mà anh ngày đêm mong nhớ luôn mồm hứa tìm cách cứu anh ra ngoài, giờ đây đã vui vẻ bên nhân tình mới với người từng là luật sư bào chữa cho anh. Lúc đó anh đeo kính chìm trong cảm giác bi thương, còn nam chính sau khi trông thấy y tá trưởng đứng bên cạnh đã đi khỏi, mới hạ màn vở kịch giả điên của mình. Anh đeo kính với vẻ mặt đầy đau khổ biết bạn mình không sao nên cả hai mừng mừng tủi tủi nhìn nhau. Hai anh em vẫn chưa hàn huyên được gì nhiều thì đã bắt đầu lên kế hoạch vượt ngục tiếp theo. Nhưng trở ngại lớn nhất trong kế hoạch lần này là trong tù có một tên cai ngục béo. Vì muốn kế hoạch được chót lọt nên hai người lại tìm được một bạn tù chưa mãn hạn có chung chí hướng để đồng hành, và anh ta cũng thuận lợi trở thành một trong những thành viên của nhóm vượt ngục. Bọn họ lên kế hoạch để cho một người thu hút sự chú ý của giám ngục, vấn đề tiền bạc sẽ do anh đeo kính phụ trách, đồng thời tìm gặp anh dâu sồm nhờ anh ta sắp xếp chuyện thuyền bè. Buổi tối hôm vượt ngục, mưa to gió lớn nổi lên, nhưng không vì thế mà kế hoạch của họ gặp trở ngại. Lúc 4 người trèo tường ra ngoài, anh đeo kính thể trạng yếu đuối từ bé nên vừa trèo tường đã ngã gãy chân. Nam chính không quan tâm đến sự ngăn cản của tên dâu sồm vẫn cố gắng cứu anh đeo kính. Nam chính và một anh nữa cùng nhau khiêng anh đeo kính lên thuyền. Sau khi đến điểm hẹn, tất cả 4 người bị tên bán thuyền tham lam kia ép buộc, làm cho giá thuyền không ngừng tăng lên theo ý hắn. Anh đeo kính không còn cách nào khác đã móc hết hầu bao đưa cho hắn. Có như vậy 4 người mới thành công đặt chân lên con thuyền vượt ngục mơ ước bao lâu. Khởi đầu hành trình đặt chân đến miền đất hứa, cùng với những con sóng biển dạt dào, chiếc thuyền trôi càng lúc càng xa. Nhưng trọng lượng của 4 người đàn ông trai tráng quá lớn, nên con thuyền nhỏ lênh đênh phiêu bạt sắp không chống đỡ nổi sức nặng, bắt đầu chìm dần xuống con làn nước lớn. Lúc này, tên dâu sồm đã lộ ra phần con bên trong con người hắn. Hắn muốn cầm dao xông đến giết chết một người trên thuyền để giảm nhẹ gánh nặng, nhưng nam chính tốt bụng không chấp nhận. Thế là cả bọn đứng lên phản kháng tên dâu sồm, thành công lật ngược thế cờ. Lúc nam chính và hắn đang chiến đấu một mất một còn, đang ngồi gay cấn, anh đeo kính gãy chân trói gà không chặt, đã dùng dao đâm cho tên dâu sồm một cái, giúp hắn kết liễu cuộc đời làm lính hải quân huy hoàng của mình. 3 người bao gồm cả anh nhỏ người, cùng nhau hợp sức ném thi thể hắn xuống biển làm mồi cho cá mập. Dưới sự nỗ lực chèo lái không biết mệt mỏi của cả ba, trong một buổi sáng mặt trời chưa ló dạng sau rặng cây, 3 người thành công có mặt tại đất liền thân yêu và nhận được sự tiếp đãi nồng hậu của thổ dân bản địa. 3 người sau nhiều năm rời xa phố thị phồn hoa náo nhiệt,
Giờ đây dù chưa nhận được sự tiếp đón đạm bạc của thổ dân, thì họ cũng cảm nhận được dư vị của thiên đường. Anh đeo kính bị thương và anh nhỏ người muốn ở lại đây sinh sống. Nhưng nam chính không thể kìm lại sự chờ mong. Mỗi khi nghĩ đến quê nhà thật sự của mình Paris, chưa vui vẻ được bao lâu, nam chính đang chuẩn bị lên đường về Paris thì phát hiện mấy tên cai ngục kia rất nhanh chóng đánh hơi được đến đây. Nam chính không kiềm được co giỏ quay về báo tin cho các anh em. Nào ngờ khi anh nhỏ người dìu anh đeo kính bị thương ra đến cửa lều thì đã bị cảnh sát nhận ra từ lâu. Bọn họ nhẹ nhàng giải quyết anh nhỏ thó bằng một phát súng, sau đó áp giải nam chính và anh đeo kính đang dìu nhau về trại. Về đến nhà giam, hai người phải trải qua bản án biệt giam suốt 5 năm. Nam chính từng là một tù nhân có nghị lực phi thường, giờ đây khuôn mặt trắng bệch, cai ngục trưởng vì muốn giáo huấn hai tên cứng đầu luôn ôm ước mơ trở thành minh tinh trong làng vượt ngục này. Chưa đợi nam chính có cơ hội vượt ngục thứ ba thì họ đã đưa anh thẳng vào đảo ác ma. Sau khi lên đến đảo, nam chính cũng đã gặp lại anh bạn đeo kính vào sinh ra tử của mình sau 5 năm trời xa cách. Hóa ra cai ngục trưởng luôn có ý định muốn để bạn anh đeo kính, muốn để anh ta đi theo làm trợ lý thân cận của mình. Nhưng 5 năm trước anh đeo kính vẫn lựa chọn vượt ngục cùng nam chính. Điều này khiến ngục trưởng hoàn toàn thất vọng về anh ta, nên đã nhẫn tâm hạ lệnh cho thuộc hạ đưa anh đeo kính ra đảo tự sinh tự diệt. Từ khi vào tù đến nay, anh ấy đã bị biệt giam, bị hành hạ nhiều lần chỉ vì muốn vượt ngục với nam chính. Anh đeo kính của hiện tại sớm đã mất hết mọi hy vọng trở về thế giới văn minh loài người. Nhưng hơn 7 năm với bao gian khổ trông gai đã tôi luyện nam chính trở thành một con người khát khao tự do cháy bỏng hơn xưa, đồng thời giúp anh tiếp tục con đường theo đuổi hương vị của quê hương. Nhìn thấy nam chính bị đưa lên đảo, hai người bắt đầu rộn ràng thảo luận về kế hoạch vượt ngục như ban đầu. Cuối cùng hai người thông qua cách thu nhặt vỏ dừa trên đảo làm thành một con thuyền có thể vượt biển 100% vỏ dừa nguyên chất. Nhưng trong phút cuối trước khi tiễn biệt hòn đảo này, anh đeo kính đã mất hết niềm tin vào tự do, bèn từ chối cùng nam chính nhảy xuống thuyền dừa mà chỉ lặng lẽ trông theo người bạn mái tóc đã phai màu bởi gió sương của mình. Nhiều năm sau, một ông già bước vào tòa soạn phát hành sách nào đó của thủ đô Paris, biên tập câu chuyện vào tù oan 7 năm của đời mình thành một cuốn sách, nhằm đưa câu chuyện đến từng bạn đọc trên khắp thế giới. Cũng bởi sự thành công của cuốn sách này đã gây ra một sự chấn động với độc giả Paris thời đó, Bộ trưởng Bộ Tư pháp của Pháp đã đích thân tham gia điều tra lại vụ án năm đó và đưa ra kết luận nam chính bị người ta hãm hại. Chính tay ông ký sắc lệnh ân xá cho phép tác giả cuốn sách được trở về Pháp một lần nữa. Nhớ lại những ngày tháng trên đảo ác ma, nếu nói nơi đó tàn nhẫn, chi bằng nói nó là đại diện của sự mất niềm tin sống nơi trái tim mỗi chúng ta. Có vô số phạm nhân vượt ngục bị bắt đưa đến đó hàng năm và bị giam cầm ở đảo 7 năm. Ở một nơi không có bóng dáng lính canh tràn đầy tự do như đảo ác ma, chính bản thân tù nhân cũng không dám mơ tới có ngày được trở về nhà. Nhưng nam chính của chúng ta thì khác, chính bởi khác biệt nên một lần nữa anh được quê hương ôm trọn vào lòng. Nếu bạn bị tuyên án chung thân, từng trải qua 7 năm dòng dã lên kế hoạch vượt ngục thất bại, kết cục bạn nhận được là đến hòn đảo tự do mang tên ác ma, bạn sẽ lựa chọn tiếp tục trốn chạy hay thản nhiên đón nhận tất cả và trải qua quãng đời còn lại